Thế ông với bà thì hầu như là bảo là chưa nhìn thấy cô bác. Đồ đồ đi ở trên nhà lúc đã rửa xuống rồi. Này, phò. Phò phan chín bà. Bố. Năm tháng á. Bố cả À, bàn chỗ. liên lạc để mà tìm và đến tận nơi để mà đón Quân. Còn là hiện tại thì hai người bạn của Quân đúng không bác? Thì liên lạc thì đã hầu như là không ai biết rồi. Ở phò chết bạc này. Ừ, chào. Này, ở phò. À, phố bạc này. À, phì bạc này. Sóc bạc này. Ừ, À, chết bạc đấy. bài có lúc Ừ. nó lại. Ừ. Khoanh tay con. Khoanh Hello. tay nào. Này, chú dậy nào. Đấy, con. Chào các ông các bà. À, 9 tuổi của bác ạ. Chắc là đâu đó tầm độ là được 15 cân đúng không bác? À, rất là nhỏ. Đây là bạn trai là con của nhà bác. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của em Quân các bác ạ. Và đồng thời hôm nay cháu Lực cũng nhận được một phần quà dành tới cho bà của em Quân nữa. Thì hiện tại thì cháu Lực đang ở gần nhà Quân rồi, hiện tại thì đang ở nhà bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống cái nhà của em Quân là sau vậy các bác. Thời gian này thì Quân đang đi làm, thời gian là Quân cũng không có ở nhà cả. Không phải nào, tới bác. Thời tiết hôm nay thì vừa mới mới hưởng hưởng nắng lên một chút các bác ạ. Mấy ngày qua thì mưa khá là nhiều. Cái chỗ cung đường này thì phải nói là nếu mà để mà mưa các bác nhá, đi là cực kỳ là trơn. Nó là thuộc về cái đất đỏ ấy. Đây còn về là như ở hôm trước các bác ạ thì cũng có là cháu Lực cũng có nhận được một cuộc điện thoại là người lạ đấy có điện cho cháu Lực là bảo là biết về em Quân đấy nhưng mà giả mạo Quân để mà gọi điện đấy. Bây giờ thì cái công nghệ phát triển nó rất là mạnh và đặc biệt là cái công nghệ mà AI các bác. Công nghệ của AI thì nhận diện được cả có thể là nhìn thấy cả khuôn mặt này, cả giọng nói này. Hay nhưng mà thực chất thì là không có phải cả. Thấy là ra phía bên kia là bà trồng một cái vườn dâu rất là tốt của bác ạ. Không phá hôn là cú. Thả nào bà cũng nè. Nếu chỉ thế nào. Không biết phải gì cả. Ồ. Ông thì đang trẻ củi của bác ạ. Còn là mấy cái cây kia thì ông không 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 có trẻ nữa. Để mà cả cây vào. Để quả đây một tí đã. Rồi. Không biết là tí gà có ăn không. Này ông bị tốt nhất cùng. Ông bị tốt nữ cho mấy anh. Bây giờ. Củi này thì ông trẻ rất là nhỏ của bác ạ. Ô, ông lái tới cúng nè. Vừa rồi. Quên nho ở dưới rồi. Mai mẹ phô á. Hát được phò chứ. Má nè phò. Hiếu đừng ma nó phò. Hiếu đừng ma nó. Bé Hiếu à, chưa có về của bác lại bé Hiếu ấy. Cũng hay tốt hơn con trai cũng à. Tốt hơn nào vậy? Có cái này tốt bác. Đó. Nhà này cũng bà này có che che ra bự chứ à cũng. Cũng à hòn với nhà này à? Ừ. Cỏ ông vừa mới đi lấy về đúng không bác? Ông bảo là một tí thái sâu nhưng mà tí nữa hỏi ông sẽ hộ ông là thái luôn. Cái củi này thì để đâu đó là tầm để lên trên này thôi. Tầm 2 đến 3 hôm các bác sẽ đốt được. Thời gian này thì chắc là ông bà là ăn cơm bên này nhiều hơn các bác ạ, tại vì là thấy là ông bà là ra đây lấy củi, củi để đây là nhiều hơn.
À, tôi nói nát khỏi ra, cùng nào. Thiếu riêng nó một đây, nó một phân. Ồ, thiếu quá cùng. Hả? Thiếu quá. Đó, bún cả. Ồ. Thiếu tuần này phải ngủ lắm. Ông bảo là nếu mà đun bếp của bác này thiếu cái cây kia là nó không được cháy mấy đâu. Hiếu đường ma à phò? Ba mà phò hai tuần anh dạ. Hiếu đường ma đó phò. Hiếu thì bà vừa rồi nói là sắp về tới nhà rồi các bác. Thời gian này thì có lẽ là năm nay thì bé Hiếu lớn lên, lớn hơn với lại thêm là các bác như kiểu các bác hàng xóm ấy, cũng có con cái ấy. Mỗi lần về là cùng con cái để về, buổi sáng là bà vẫn phải đưa đi các bác ạ. Nay thì xá tầm tuyết rồi nó cũng nó nè. Để đây cho tí ông để sau các bác. Năng cũng là chín năm à phò, chín mạc đấy bạn, để bà nó thứ mạc con yếu. Này này, cũng ấy năng này chín năm, chín mạc cũng ấy. Năm nay mà cùng á. Ông ấy đang chuẩn bị là đun nước thêm các bác. Không biết là ngồi ở phía bên này thì bây giờ cái ánh sáng đang chói thì không biết là có nhìn thấy không. Năm thứ này mà phò. Nước này thì là 50 năm. Năm cha chứ nọ. Năm cha chứ. Năm cha bây giờ ngàn tiền tiền phò. Năm cha ạ. Có nhiều cha chứ. Ờ. Đi chứ bạn. Nước này nước chè cho mà nhìn trông cảm giác như kiểu là nó đỏ hơn không bác? Chắc là chè này là chè khác. Nhà cùng em mới chín mạc còn ạ, xem bác gần bác năm ạ. Nhà cùng bạn là thứ nếu ông với bà thì chưa từng ăn nho bao giờ có bác ạ. Còn cái trong này thì sẽ để lại cho bé Hiếu. Tuấn là Tuấn này thì Tuấn này hỏi Hiếu hả? Tôi đi này. Lấy ra ăn với lại ông bà một chút, còn phần còn lại thì để dành cho bé Hiếu này. Này giống quả nho cũng à. Này cũng bên đây chín đó cũng ơi. Để một nửa lại cho bé Hiếu. Này phò. Này cũng đây chín đó cũng. Cũng đó nè, này chín đó. Này ông với bà thì hầu như là bảo là chưa nhìn thấy cô bác. Đồ đồ đi ở trên nhà lúc đã rửa xuống rồi. Này phò. Phò than chín bà. Bộ than đâu. Nó mà than hả? Bộ cả bàn chỗ. Ông với bà thì là chưa từng ăn cô bác. Khoanh phải đúng. 40 hùi rồi cái này à? À, bán được. Xin mời các bác nhá. Chị Hiếu hân một đánh tới và đi người ta. Hiếu á? Ừ. Hiếu mà một tí về thấy cái quả này là cuốn hảo không? Ừ. Đòi ăn bằng hết luôn đấy. Là tối nay không muốn ăn cơm ấy, bà bảo thế. Ô, phải tầm rồi cơ. Ăn é tầm cũng à? Ăn é é tầm này. Cũng phò áo không? Chứ mà cũng là phò chín nhỉ? Ừ, chín này ạ. Ừ. Lá này chín mai mai này. Ừ, sang chín cầm bàn chứ. Ừ, đối với lại là cháu Lực thì cái quả nho này thì là ăn là khá là nhiều rồi. Còn là như ông với bà này, chưa từng nhìn thấy bao giờ có bao quả nho á. Những quả có thể là dưa hấu này, hay là những quả đào, quả lê thì có thể nhìn thấy. Nhưng mà quả này là ông với bà là chưa. Có thể là nhìn thấy thôi nhưng mà không dám mua ăn. Thì đâu ổn đi. Đằng sau đồng bồ mi lên bóng đi sát được khai. Ừ. Nó nhập bằng tờ mà. Nhập mà lên. Nó xa phân nó thôi. Cứ lái nhập bên này. Bọn nhầm. Dạ khai ấy. Từ thân khai ấy bị nhầm nhầm. Ý, chai bắn thấu. Ừ. Chai bắn thấu ấy ạ. Qua. Nay xuống thì cũng thứ nhất là xuống thăm ông bà, và thứ hai thì cũng có nhận được thêm một phần quà của bà An Phạm là dành tặng tới cho bà đó các bác. Và thêm là một chuyện nữa, chuyện thứ ba thì về cái câu chuyện mà của em Quân các bác, thì hiện tại thì các bác khán giả trên kênh cũng biết rồi đấy. Quân thì em ấy không phải là bỏ đi chơi hay là đi lang thang cả cô bác ạ. Ông thì bảo là không ăn nữa cô bác. Hai chín tiếng nhá cũng à, bằng nào. Này quay trở lại về câu chuyện của Quân đó bác, thì cũng không phải là bỏ đi mà đi chơi hay là đi lang thang cả. Thế có thể là em ấy năm nay thì em 15 tuổi rồi, em ấy suy nghĩ là chín chắn hơn.
thành ra là muốn đi ra ngoài để mà đi làm thuê kiếm được những cái đồng tiền nó lớn hơn so với lại cái sức của mình. Đấy, nhưng mà em lại không hiểu được rằng là khi mà mình đi làm thế, có thể là nghe được một hai lời người ta nói mật ngọt đấy là đi. Đợt này thì bây giờ thì ruộng nương của nhà Quân thì cũng đã gần đến mùa gặt rồi cô bác, thì cháu Lực sẽ làm sao mà nếu như mà không không có thể mà em Quân không về đến nhà đâu bác, thì cháu Lực sẽ cố gắng làm sao mà liên lạc để mà tìm và đến tận nơi để mà đón Quân. Còn là hiện tại thì hai người bạn của Quân đúng không bác, thì liên lạc thì đã hầu như là không ai biết rồi đấy. Bảo là trước thì cháu Lực có liên lạc thì hỏi là bảo là biết Quân đâu không, thì mấy bạn kia chỉ có họ trả lời rằng là trước em thì làm Quân nhưng mà sau đó em đi cho chú khác rồi đấy, thì tương đương với lại là chú Quân làm là không được tiền, thành ra là mấy bạn kia mới đi. Câu chuyện cũng rất là khó nói. Tao dạng hầu như phải tắc phải nư. Thật trời bài như thế bạch vào há lên một phít màu. Cũng mong sao rằng là cái đợt này Quân về đâu bác, thì không có dính đến nhiều đến cạm bẫy ở xã hội là nhiều. Với lại là thêm một cái bài quan trọng nhất là về cái trường đời của mình học nó sẽ nhiều hơn. Ở trên cháu Lực cũng thường nghe các anh với lại là người khác nói thôi, bảo là mỗi cái cuộc sống của mình thì có hai trường, thứ nhất là trường học và thứ hai là trường đời. Trường đời thì nó sẽ dạy cho chúng ta là nhiều thứ hơn so với lại là trường học của bác. Trường học thì có thể dạy chúng ta về những cái tri thức này, đấy, cách ứng xử mình nói chuyện. Còn về cái trường đời thì nó nhiều lắm cô bác ạ, trường đời thì nó vô vàn. Đấy, và quay trở lại cái sau khi mà kết thúc cái câu chuyện này cô bác nhé, thì cháu Đức sẽ gửi cái phần tiền của bà An Phạm là cho ông với lại là bà Nga Mi Giáo, mà xin lạt ma lên Mi Giáo gửi mà cùng tập hỏi ít chiến không vô cây chân chủ cái này hơi po vô cây chủ này nó cây là bà An Phạm là có gửi cho Lực là 60 đô của bác. 60 đô thì vị chi ra nhân ra là được 1 triệu là 486 nghìn, thì là bà có cho cháu Lực là 30 đô đấy, thì còn 30 đô còn lại thì cháu chê cho là bà của Quân đấy, để cho bà Quân là có thể là mua những cái đồ thực phẩm đấy cô bác. Thì lần này là cháu Lực sẽ không có mua thực phẩm xuống nữa, bởi vì là hôm nay cháu Lực xuống đấy cô bác ạ, thì ở trên đấy thì chỉ toàn là cá khô thôi, thành ra là xuống thì mua cá khô nhiều quá thì cũng không biết mua gì nữa, thì xuống là mua cho bà là một với ông là một cân nho để cho ông với bà là ăn. Đấy, thì cân nho thì cháu Lực mua hết là 50.000 và còn là 700.000 cô bác. Là được, nếu mà để mà 30 đô thì là được 700 là 48.000 các bác ạ. Phong gửi mà đây đây chất bạc. Mà chất bạc chất tiếp biệt hành. Đây để là nó thứ mặc phải hà tiếp thành à. Đấy, đây nó mới chất bạc đây ở phò. Nó phò là tin văn đơ phải hốc xẹt cả đắng. Phải chê có cái Đó. lầu, hốc xẹt có Đấy, để cái. ở trên này có thể phải hốc xẹt ra bây giờ. Đấy, ở Cứ ra. tìm mũi chê. Nếu bà thư khẩu bắt đầu thư lấy nữ để mà dân đàng ở phò. Liệu họ lá có hợp phò cũng không? Đấy, hợp phò chết bạc này. Chân. Này, hợp phò. À, phố bạc này. À, phì bạc này. Sóc bạc này. À, Chân. chết bạc đấy. Bài ở lúc Ừ. đó lại. Ừ. Với bộ mi lại là lấy ca. Các đầu Với đi có ca. đây gì chơi Thầy để đâu xác dinh. ôi Nên như dữ anh dây tài. dữ chân thuộc dữ lúc đó là nó hấp thụ nè cái này á chịu dũng ơi để ma lý cho để ma lý cho bơi lý nó bơi lý ở bay cái bồ đây cái ô cái thôi để bơi nào gần nào chạy cho bơi xuống nó lo thải có cái chứ cho Hôm xưa này còn bóng người mau chứ phò. chơi chứ mà À. bóng người chứ mày Đấy là bây giờ là thời tiết là trên vùng cao là hơi se lạnh một chút rồi các bác. Thấy ông với bà thì là mặc áo ấm một chút rồi. À, phò há cầm cả răng bài viên bóng bài bóng cắm không? Phò há há viên này ngắm bài vậy. Bài của Lục Linh ơi biến nó lúc là chính xác là giúp thằng mi thứ ba chín chơi thùng lôm À, vừa rồi thì bà còn nói bằng tiếng Nùng của bác, lấy theo lực sẽ dịch ra là
gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm và cảm ơn bà rất là nhiều. Đấy, cảm ơn là cái phần quà của bà đã giúp đỡ cho ông với lại là bà của bác. Họ cùng ngay chị nhá, cùng chị nhá. Buổi đêm thì là ông là ngủ ở phía bên này của bác này, có một cái tấm đệm nữa, thêm là một tấm chăn nữa. Đấy, ngủ như thế này thì đối với ông thì không có bị đau lưng nữa của bác. Đấy, nhưng mà nếu mà để mà mùa bên nữa mùa đông ấy cũng rất là lạnh. Đây cũng xin thay mặt là ông với bà nữa, là bé Hiếu này, Quân nữa, gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Và nếu mà như các bác có theo dõi được rằng là bà An Phạm ấy thì các bác cũng đã lắng nghe được là cái tên rất là nhiều, bé Hiếu. Hiếu phò à? Phò hát là Hiếu này mà chị mạng ạ. Hiếu. Bé Hiếu thì về rồi các bác, đang ở ngoài sân. Vừa rồi thì bảo bà là gọi bé Hiếu. Gọi bé Hiếu lên trên này ăn quả. Cũng phải nói là khá là lâu lắm rồi không gặp bé Hiếu bác ạ. Khai bạc, áo mặc nào luôn. Tới giờ thì Hiếu mà trình bày. Lớp à? Đấy. Đấy, nào ngồi đây. Ngồi đây với chú này, ngồi đây. Ngồi đây này. Con này, ngồi đây. Đấy. Đấy. Đấy, ngồi đây này. Rồi. Bây giờ Hiếu nói con chào con các bà xem nào. Khoanh tay con. Khoanh tay nào, này, chú dậy nào. Đấy, con. Con. Chào các ông các bà. Chào các bà. Nói lại con. Con. Chào. Chào. Các ông. Các ông. Các bà. Các bà. Con tên là Hiếu. Đấy, đây ăn quả đi. Nào, thanh niên này. Đi, thế là đi học cùng Hiếu về đúng không? Thanh niên này có biết nói không? Nhìn ra kia. Con. Con. Chào các ông các bà. Rồi, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Lớp 4 rồi. Thế bảo lớp 4 là lớp 6, lớp 1 là 6 tuổi, lớp 2 là 7 tuổi, lớp 3 là 8 tuổi, 9 tuổi rồi cô bác. Đứng dậy cho nào. Này, 9 tuổi cô bác ạ. Chắc là đâu đó tầm độ là được 15 cân đâu bác. Rất là nhỏ. Đây là bạn trai là con của nhà bác. Đấy. Thế là ngồi xuống này. Thế là đi học là đi đón bé Hiếu à? Xong là cùng em Hiếu là về à? Ồ, thế Hiếu đi học không có cặp à? Cặp ở đâu? Cặp đi ra kia rồi à? Ngồi ở đây nào. Ngồi ở đây nói chuyện một tí. Ngồi ở đây mình nói chuyện một tí. Đấy. Có ngon không? Ngon không? Ngon ạ. Ngon ạ. Bé Hiếu thì phải nói là nhìn vào khuôn mặt rất là lì của bác. Nhưng mà nếu mà để mà nói khi mà em bé quen rồi ấy thì là lại nói rất là nhiều. Ấy, ăn đi Tuân. Ôi ôi. Không biết ăn được à. Vừa rồi ăn cái gì ấy Hiếu? Tóc thứ ba chín cá bà nè. Khâu. Chín khâu hả? Ôi, thế là ăn cơm xong rồi. Ăn cơm ở đâu ấy Tuân? Ăn cơm ở lớp. Ăn cơm ở lớp á? Bé Hiếu đã ăn cơm ở lớp. À. Thế là bé Hiếu đã ăn cơm ở lớp xong mới về các bác ạ. Quả này là quả gì đây? Hả? Quả gì? Quả nho. Nhá. Quả nho nhá. Được chưa? Bạn Tuất biết quả nho chưa? Rồi, đây là để phần cho Hiếu lại tốt cho nên là ăn thoải mái đi. Ăn mạnh tay lên đi. Rồi. Ăn từng quả một thôi nhá, tí nó nghẹn đấy. Quả này thì mua về là không có hạt cô bác ạ. Không cần phải bỏ vỏ, rửa qua là được rồi. Lấy cho ông một quả đi Hiếu. Đi lấy cho ông một quả. Đấy, lấy cho ông một quả đi, dậy đi. Dậy đi, đấy, lấy cho ông một quả. Đấy, nói rất là ngoan đâu bác nè. Đấy, lấy cho bà nữa. Lấy cho bà nữa một quả. Xong là hai anh em ăn. Rồi, đúng rồi. Đấy, bây giờ là hai anh em là ăn đi. Đấy, nào, Tuất nào ăn đi, ăn cho hết đi. Vừa rồi thì có giấu đi một chút rồi các bác ạ, không nghe một tí nữa là quên ăn cơm ấy. Thanh niên này học vào lớp 4 này, và bé tí. Nhà. Thế là đi học là buổi sáng là có ai đưa đi không? Không ạ. Không á? Thế là tự đi à? Vâng ạ. Thế những ngày mưa thì làm như thế nào? Lấy ô ăn đi ạ. À,
Từ đây đi trường có xa không? Có. Nhà cháu là tít dưới kia đúng không? Ừ. Nhà bạn này thì đi trường là đâu đó tầm độ là 6-7 cây lên dốc của bác ạ. Khá là xa ấy. Đây còn 3 quả thôi. Khai mà. Hay Tuất ăn đúng không ạ? Rồi đúng rồi. Chia cho anh Tuất một quả mai. Đấy. Ông lại cho kìa. Ông mình cũng không nỡ ăn các bác ạ. Lại tiếp tục là để lại cho bé Hiếu. Mai là thanh niên này là có trách nhiệm là buổi sáng là đưa bé Hiếu đi học, tối lại đón về các bác ạ. Ở trường của hai Hiếu lại là bé này thì là cách nhau độ tầm 500m thôi quá, không xa. Biết chú là ai không? Chú là ai? Chú là chú gì? Hả? Gọi là chú gì? Còn nhớ không? Còn nhớ chú không? Không nhớ rồi. Không nhớ rồi. Biết là biết cô bác ạ, nhưng mà ngại nói thôi. Nếu mà gặp ở ngoài đường ấy, nó là nói vẫn là chú Lực đấy. Hết chưa, hết thì lấy túi bóng mà ông cất đi, sau đựng cái gì. Túi bóng là vẫn còn dùng được ấy, cho nên là cái nào mà tận dụng được tận dụng cô bác. Ở trên bảng thì tận dụng là từng cái túi bóng một của cô bác ạ. Không có túi bóng thì cũng không đi ra ngoài là cũng không có lấy đựng được đồ cái gì cả. Cùng với Hiếu đi ra ngoài nhờ. Tao lo. Cho ông là đây xếp củi thì cho Lực sẽ đi xuống cái nhà xuống cái một chút của bác. Thời tiết thì xe lạnh một chút rồi, trên đông là dưới hè rồi. À, cho Lực thấy cặp của bé Hiếu rồi các bác ạ. Thằng nào vừa rồi tưởng là cặp đi đâu ấy. Cặp ra. Cái tua này à bạn à. À, cặp này là vừa mới giặt xong các bác ạ. Cặp này thì không biết là nhớ không lầm là hình như là hai chị là người Thúy gửi cho hay sao các bác. Này là phơi tí mới khô này. Có lấy không? Lấy về nhá. Nhá. Này. Đi học có biết hát không? Hả? Có biết hát bài gì không? Có biết bà hát bài Bà ơi bà không? Thích thì hát cho nào. Bà ơi bà cho nào. Bà ơi bà. Biết. Đấy, chạy ra phía ôm bà nào các bác này. Bà thì phải nói là một người mà vừa làm mẹ này, vừa làm bà này. Vừa. Đấy, ăn đi, chú không ăn đâu, ăn đi. Thế bây giờ hát đi cho nào. Đấy. Lại chạy đi vào ôm bà thôi. Cặp này chưa khô các bác ạ, còn ướt ướt một chút. Đi học thì được cặp siêu nhân, cặp này thì không biết là từ bao lâu rồi. Bà thì nhà thì trồng, trước thì trồng được bí của bác ạ. Thành ra là bổ ra phơi rất là nhiều này. Này thì chắc là cũng chỉ để cho lợn thôi. Cũng không có ăn, không có ăn được nhiều như thế cả. Bên này thì bà tận dụng lại hạt. Này bác đắm dưới bếp hồ. Không phân được. Ồ. Đây là hạt. Hạt này là bà muốn dùng để rang cũng được. Hay là mấy nữa làm gióng cũng được này. Hiếu thì không biết nó chạy đi làm gì đây. Quả này là quả gì Hiếu? Hả? Quả gì? Quả gì nói đi. Không biết nói à? Nghịch thì nói là nghịch hết cớ các bác. Còn để nói thì nhất là em mới còn sợ sệt nữa. Ở trong bản trong làng thì thực sự ra để mà gặp được những người mà như kiểu là cháu Lực này các bác này là lúc nào cũng đi cũng đựu theo một cái cặp này, đội thêm một cái mũ cối này, trẻ con rất là sợ.
sợ tại vì rằng là ở trong làng ấy thì là được như kiểu là người lớn người ta dọa ấy là những người đấy là bảo là về trộm ấy, à là về bắt cóc ấy, thì ra là sợ. Không biết là cái mấy cây ở trên kia thì còn sống không, để cháu được đi sự lên xem nữa nào. Bà lo hiệu là mình đang máy lo lọ nè mẹ sẽ phò ăn nào đâu bà sẽ nát ăn ạ lọ mà điên nào đây điên này. À, hôm trước thì cũng có chồng được bác chiêm các bác là chồng đưa cho em Quân là vài cây giống ấy, nhưng mà không hiểu lý do tại sao lại nó bị chết các bác. Nhà em xử ở trên kia thì cũng bị các bác ạ. Ồ ừ chứ mấy xem nào. Cây này thì bị chết rồi các bác này, bị khô đến tận gốc luôn. Chắc là do là thời gian này là mưa nhiều quá các bác ạ. Mưa nhiều quá nên là nó bị ngập nước. Nhưng mà đặc biệt là những cái cây cây lê các bác nhá. Cây lê này thì còn còn sống này. Ui. Có vẻ như cây lê này thì phần chiết ở trên kia là nó không ổn rồi. Cái cây này, cái ngành, cái cây này là cái cây cây ghép rồi. Cây nào cây nấy đều khô hết rồi. Ở đây là do là nó bị chết đấy, thành ra là báo không có phát cỏ nữa, không nọ thì cây này thì vẫn còn ok này các bác này. À cây này thì vẫn còn còn có lá các bác này. Đây. Cây này vẫn chưa chết này. Cây lê thì hầu như là cái để mà cái tỷ lệ sống của nó ấy, là nó cao hơn các bác ạ, cao hơn so với lại là cái cây mận. Cây mận à, cây này vẫn còn được này. Cây này thì phải tỉa. Đây là cây này thì cành này thì sắp chết rồi này, nhưng mà đây là phải tỉa mất rồi. Lê mận thì cũng bị chết là hầu như là chết hết rồi các bác. Lê mận đó chỉ còn được là vài cây thôi. Đằng sau nhà thì chỗ này thì hôm nọ là trước khi Quân là đi làm các bác nhá, thì cháu Lực cũng đã bảo với Quân là xin bác để mà chặt cái cây sa mộc đó các bác này. Vừa mới chặt xong thì chỗ này đã bị sạt rồi. Ở đây thì chắc là chỉ cần một thời gian nữa thôi là cái khu mà cháu Lực đang đứng này các bác này, khu mà cháu Lực đang đứng thì bị sạt hết. Càng ngày là càng bị sạt nhiều rồi. Trước kia là lúc mà cháu Đức mới lên cô bác nhá, là còn là tít xuống dưới kia thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì nó lại lên cao quá rồi. Năm nay thì cũng không thể biết trước điều gì cả cô bác ạ. Năm nay ấy, rất là nhiều nơi là bị sạt. Nào, số nào. Đấy, rồi. Cái cây này thì lá nó vẫn còn tốt này cô bác này. Này thì chắc là bảo với bà là hôm nào phát xung quanh ở đây đi rồi. Tốn biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của để mà trồng cái vườn mận này của bác này. Đây phải nói là khá là ấy. Táo trong bác, chỉ phút đấy. Đây còn thêm là cái cây này là cây lê này. Nhưng cây lê này thì không bị ảnh hưởng gì cả. Mà lắc mà lóc này ổ. Hiếu đừng có ra đây nhổ nhá. Được chưa? Thế Hiếu bây giờ đi học thì Hiếu thử kể xem là có bạn nào bắt nạt không?
Bạn nào bắt nạt? Hả? Có ai đánh Hiếu không? Không có đâu đúng không? Rồi nếu mà có ai đánh thì bảo cô giáo nhá. Bảo với chú Lực nhá. Thế biết chú Lực là ai không? Không biết chưa? Chú Lực đang ở đâu? Hả? Chú Lực ở đâu? Ở đây à? Chú Lực ở đây à? Mà bế cái nào. Rồi ném một cái đi xuống đấy luôn đây. Cái nhà của Hiếu là ở đâu? Nhà này đúng không? Thế là buổi tối Hiếu với bà là ngủ ở đâu? Chỉ cho chú xem là ngủ ở đâu. Ngủ ở dưới kia à? Đấy. Các bác nhìn thấy chỗ dưới kia này, cô bác này. Ở đằng sau thì đã bị sụt và lún rất là nhiều. Thế buổi đêm mưa có bị vào đầu không? Mưa có rơi đấy không? Không bị rơi đúng không? Rồi. Ở đằng sau thì trước là cũng dùng bạt tre các bác. Thì ra là nó cũng đến bây giờ thì nó cũng đỡ đi một chút này. Thế buổi đêm ngủ có khóc nghe không? Bây giờ thì cũng tè dầm nữa rồi nhỉ? Có tè dầm không? Không đúng không? Nhìn mặt thì rất là đáng yêu quá. Nhưng mà ít nói chuyện đâu các bác ạ, bé Hiếu ấy nhỉ? Rồi đi đi, chạy đi trước đi. Đi là rất là khỏe các bác nhá. Là không cần phải cống đâu. Chẳng qua là vừa rồi là từ kia ra thì là cháu Lực là cống em ấy thôi. Tại vì là chỗ này là có nhiều cây cỏ dại nhiều quá. Trèo lên không? Cây bên này thì cũng bị ngập nước rồi. Hầu như là mận này chắc gì đâu đó tầm độ là 3 đến 4 gốc thôi. Còn lê thì hầu như là bị vẫn còn là phát triển rất là tốt lê ấy. Không biết là Quân mà nhìn thấy cái vườn mận như này thì Quân có xót xa không các bác ạ? Thầy biết là bao nhiêu công sức mà tiền giống này này kia nữa đổ vào đây. Nào đi về nào. Nó ở bờ à? À không ạ. Ôm ạ, không ạ. Còn như Hiếu này là không còn bố, không còn mẹ thì nhìn mẹ rất là tội nghiệp quá. Khi mà mẹ bỏ đi đúng không á, mẹ đi là không có làm theo giấy sinh cho bé Hiếu đâu. Đến năm vừa rồi ấy, khi mà đến tuổi đi học ấy thì mới bắt đầu là đi làm giấy sinh rồi. Đấy, sau khi mà làm giấy sinh xong thì mẹ lại về đòi các bác ạ, đòi lấy lại bé Hiếu, nhưng mà ông ấy bà là nhất quyết là không cho. Đấy, cũng đâu đó là ra là tầm độ 2-3 lần rồi. Thì hỏi Hiếu xem là bây giờ có biết mẹ không các bác nhé. Hiếu có biết mẹ không? Có à, thế mẹ ở đâu? Mẹ Hiếu ở đâu? Ở đây á? Bây giờ là chỉ biết mẹ là mộ đây thôi bác. Còn nếu mà để mà mẹ em ấy vẫn còn sống nhưng mà là không biết là mẹ là ai nữa. Mẹ Hiếu là ở đây à? Bố là đâu? Đấy. Bố là kia đấy. Mẹ là bên nào? Mẹ là cái này đúng không? Bố là bên kia à? Ừ. Biết nói là mẹ là cái bên này, bố là cái bên kia đúng không? Ừ. Không đúng. Đó. Vài năm nữa thì mới lớn lên là mới tổ chức được cho ông với làm bà. Quân thì bây giờ là tuổi là còn nhỏ đấy các bác, năm nay cũng 15 tuổi rồi. Và em ấy thì cũng không suy nghĩ rằng là muốn nghỉ lại đâu bác. Thực ra là em mới quyết định là đi làm, nhưng mà đi làm thì mỗi tội là liên lạc em chưa được thôi. Còn nếu như mà khi mà cháu Lực đã liên lạc được với em rồi, là biết em đang làm công việc gì rồi và ổn định rồi, thì cháu Lực sẽ không có là tìm em nữa. Đấy, nhưng mà hiện tại là không biết là em ấy là làm công việc gì các bác. Đấy. Không biết là làm công việc gì. Đấy. Chưa biết là làm công việc gì, là có người điện với cháu Lực là làm như kiểu là người ta dùng cái chế độ là AI không á. AI là lừa giọng xong là nói chuyện xong là đòi tiền này kia nữa. Có
như cũng đang nhờ bạn bè cũng được là dưới là Hà Nội mà hỏi xem là dưới đấy xem là có những công trình đó, tại vì là bạn cũng được là dưới đấy là chạy Grab các bác, chạy Grab thì như kiểu là nếu mà đi qua ấy, thì nhìn thấy thì quân thì các bạn cũng được là theo dõi rất là nhiều rồi đấy, mình cũng biết là em ấy rồi, cũng bảo là em ấy dưới đấy là bảo các bạn dưới đấy là đi đi dán những tờ rơi các bác lên cột ở ngoài những cột điện người ta cho dán để làm tin. Muốn nghe ra không? Được rồi. Để những người ra kia làm tin với lại con chó. Ra đây đây, đây chú bạn ơi. Ra đây. Vẫn đang là người con chó đang mải mê đó. Này à, nó làm thành mà. Ta kia đu dây, đu chơi với chó rồi. Rất là có lạnh không? Mày không mặc quần dài đấy. Hôm nay thì cháu được cùng xuống để mà dành những phần quà của bà An Phạm. Và thứ hai thì có chuyện của Quân đấy các bác. Cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cùng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu được. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.